sĩ tử thần. Ta là ló trên tay chữ D, sở hữu trái OBOB không giống Luffy giết người xả chết. Với năng lực chữa mọi vết thương, cũng có khi dùng để chiến đấu. Lấy tim ngươi là điều dễ dàng và bóp nát nó như một vũng máu. Với bi kịch quá khứ đau thương, khiến cho cậu luôn luôn nhớ mãi. Cùng căn bệnh là chị hổ phách lây nhiễm toàn người, ai cũng sợ hãi. Quê hương cậu đã bị xóa sổ, bạn bè người thân đều phải bỏ mạng. Lũ chính phủ muốn diệt tận gốc để căn bệnh này không thể lây lan. Kể từ đó căm ghét chính phủ và gia nhập băng đông quy xuất. Và tại đây gặp cô Corazon, nhưng căn bệnh này không thể chữa hết. Một vết đâm khiến cậu ân hận, cô Corazon anh không trách cậu, mà ngược lại giúp cậu che giấu. Doflamingo cũng chẳng biết đâu. Cậu không biết lý do tại sao anh lại cố giúp cậu chữa bệnh, dù tất cả bác sĩ khắp nơi luôn muốn tránh xa vì nó không nên. Biết sự thật anh không bị câm, cậu ngạc nhiên khi anh làm vậy. Cậu không muốn anh là hải quân bởi vì nỗi đau trước kia nhìn thấy. Trái ác quỷ có thể chữa bệnh, cô Corazon đã phải hy sinh. Chính Joker đã làm điều đó vì anh là kẻ tiết lộ thông tin. Vì nỗi đau mà cậu luôn gánh, lại nhìn thấy một người nằm xuống. Đó cũng chính lại là ân nhân, một người vui tính không muốn cậu buồn. Nỗi thù hận Doflamingo, mối thù này nhất định phải trả. Thành lập ra băng hải tặc hết, nuôi một hy vọng cho chú cô ra. Với tiền thưởng trên 100 triệu, được mệnh danh là siêu tân tinh. Rất thận trọng với những kẻ thù, không vội tấn công khi chưa suy tính. Luôn điềm tĩnh và nở nụ cười, khiến đối phương không hề cảnh giác. Độ nguy hiểm của anh là đây, bước vào trong room là mày tan xác. Kyoku mà anh mang theo, có khả năng chém xuyên mọi thứ. Cây dao mổ tiếng tâm là đây, bác sĩ tử thần nghe danh sợ chứ. Với ngoại hình là cao và gầy, và đôi mắt màu vàng hiếm thấy. Chiếc mũ long phương bắc màu trắng cùng với sức mạnh Haki trong tay. Cả chính phủ cũng phải dè chừng, khi Smoker anh cũng đánh bại. Với ý định lật đổ Kaido, liên minh mũ rơm thời điểm hiện tại. Anh không thích như là xa hoa, rất tự nhiên với những đồng đội. Được một lần trả thù cho chú, anh cũng chỉ ước có vậy mà thôi. Rồi cuối cùng anh đã làm được, và có một ước mơ thứ nhì. Sẽ một ngày tìm